Kính thưa bà con nhân dân trong tỉnh, kính thưa quý doanh nghiệp, đồng bào các tôn giáo, kính thưa toàn thể nhân dân Trà Vinh đang công tác, lao động, học tập ngoài tỉnh thân mến. Trong các ngày qua, trên cả nước và tỉnh Trà Vinh, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt, có sự tham gia hưởng ứng rất tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ hưu trí, doanh nghiệp, các tôn giáo, vân vân. Nhưng tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu kéo giảm, đã phát sinh một số ổ dịch mới tại các địa phương. Đến nay, có 99 huyện, thị xã, thành phố đã có ca dương tính, cao nhất là huyện Cầu Kè 40 ca, thấp nhất là thị xã Duyên Hải 1 ca. Đặc biệt, hai ngày qua có ca dương tính trong phân xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Da Mỹ Phong tại xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú. Tỉnh đang tập trung hỗ trợ để dập dịch bằng các biện pháp nhằm ngăn chặn tối đa sự lây lan. Toàn tỉnh, kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, có 199 ca nhiễm, điều trị khỏi 30 ca và đau lòng hơn đã có 3 ca tử vong thuộc công dân của huyện Cầu Ngang 1 ca, huyện Duyên Hải 1 ca và 1 ca là người ngoài tỉnh là lái xe tải do tỉnh thu dung điều trị. Trước tình hình trên, tôi thay mặt Ủy ban dân tỉnh, thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh kêu gọi nhân dân trong toàn tỉnh hãy tích cực hưởng ứng và chấp hành tốt một số quy định về công tác phòng chống COVID-19 như sau. 1. Nhân dân hãy bình tĩnh, không hoang mang dao động, phải đoàn kết, tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, tăng cường bảo vệ sức khỏe, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 2. Hãy chấp hành tốt các quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác buộc phải ra ngoài. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Nếu cần thiết phải ra ngoài thì không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Chấp hành nghiêm quy định 5K như đeo khẩu trang, luôn khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người quá quy định, phải khai báo y tế khi cần. 3. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chia sẻ khó khăn với mọi người. Việc thực hiện chỉ thị về giãn cách xã hội không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và sự nghiệp phát triển của đất nước. 4. Trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo yêu cầu mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Tôi mong rằng các doanh nghiệp, doanh nhân và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hãy đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong công cuộc phòng chống COVID-19, tuân thủ các quy định về phương án 3 tại chỗ để duy trì sản xuất, thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp như test nhanh sàng lọc, phát động cho công nhân tuân thủ các quy định 5K, chấp hành nội dung 3 tại chỗ, chấp hành cách ly tại nơi cư trú, đồng thời giữ vững niềm tin và có giải pháp phù hợp khắc phục những khó khăn, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. 5. Tôi yêu cầu lãnh đạo công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành tỉnh có liên quan, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 6. Các cấp các ngành tập trung ưu tiên nguồn lực cao nhất có thể để đầu tư cho hoạt động phòng chống COVID-19, huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID cộng đồng, tăng cường kiểm tra giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ thị 09 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.